Nhâm Mạnh Dũng đã bật khóc vì quá xúc động sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và Sông Lam Nghệ An tại vòng 10 V-League 2023 tối ngày 1 tháng 6. Phút 52 của trận đấu, Nhâm Mạnh Dũng nhận đường chọc khe của Hoàng Đức và vượt qua thủ môn Sông Lam Nghệ An. Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã mắc lỗi kèm người, buộc thủ Thành Văn Việt phải lao ra cản phá nhưng bất thành. Dù đã rất cố gắng nhưng Hồ Văn Cường, tuyển thủ đang thuộc biên chế U22 Việt Nam, vẫn không thể đổi kịp pha bóng và để cho Nhâm Mạnh Dũng dứt điểm vào khung thành trống. Ngay sau pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, Nhâm Mạnh Dũng đã rất xúc động trong sự vui mừng của Đức Chiến, người mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1. Chàng tiền đạo sinh năm 2000 phải đợi tới 10 vòng đấu mới có cho mình được bàn thắng đầu tiên tại V-League 2023. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, Nhâm Mạnh Dũng thi đấu đầy quyết tâm và với thể hình cao to của mình, cầu thủ này không ngại những pha tranh chấp tay đôi. Trung vệ dày dặn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải liên tục phải đối đầu trực tiếp với tiền đạo bên phía câu lạc bộ Viettel. Nhâm Mạnh Dũng với thể hình và sức trẻ liên tục che chắn bóng khiến cho trung vệ Sông Lam Nghệ An hao tổn không ít thể lực. Hoàng Đức vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình, cầu thủ này liên tục làm khổ các hậu vệ bên phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cũng chính Hoàng Đức là người tung ra đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An giúp cho Nhâm Mạnh Dũng băng xuống và ghi bàn. Chiến thắng 3-0 trước Sông Lam Nghệ An giúp cho Viettel lọt vào top trên của bảng xếp hạng và có được 14 điểm.